Cũng trong tối ngày hôm qua, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm hội trăng rằm 2017 với sự tham gia của 1.000 em thiếu nhi, đại diện cho hơn 1,8 triệu trẻ em thủ đô. Đêm hội trăng rằm mang đến cho các em thiếu nhi những tiết mục văn nghệ vui tươi, đậm nét truyền thống và bổ ích như trống hội, múa lân, chú cuội chơi trăng. Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị 1.000 suất quà trao cho các em với tổng trị giá là 122 triệu đồng. Lãnh đạo thành phố cũng đã trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em vượt khó học giỏi tiêu biểu của thủ đô. Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố cùng nhà tài trợ đã tặng cho 20 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em một chiếc xe đạp tổng trị giá là 40 triệu đồng.